Và đây là món hủ tiếu chay. Món này rất là đơn giản và rất là thơm luôn. Với bí quyết nước dùng ngày hôm nay thì đảm bảo nước súp sẽ ngọt thanh và thơm như ở ngoài người ta bán vậy đó. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món hủ tiếu chay. Về nguyên liệu thì mình sẽ chuẩn bị rau củ để mình nấu nước ngọt nha. Hôm nay thì mình dùng tổng cái khối lượng rau củ cũng như là nấm luôn là mình dùng 4 kg, là mình sẽ nấu cho 4 lít nước. Trung bình 1 lít nước thì mình nấu khoảng 1 kg rau củ là nó ngọt rồi. Hoặc là nếu như muốn ngọt hơn thì các bạn có thể tăng lượng rau củ lên. Về lượng rau củ thì các bạn có thể là dùng nhiều ít tùy các bạn nha. Không nhất thiết là phải 4 kg như mình. Ở đây thì mình sẽ có là mướp hương, 2 trái mướp hương. Thông thường nấu hủ tiếu chay là mướp hương nó sẽ tạo độ ngọt nhiều, với lại nó thơm nữa. Vậy là cái này nó cũng quan trọng. Có thì mình cho vào nha. Một củ hành tây nè. Nếu như bạn nào mà kiêng hành tây thì mình đừng có dùng. 2 củ cà rốt, 2 củ cải trắng, 2 củ sắn và 2 trái bắp Mỹ. Nấm thì mình sẽ có là nửa ký nấm bào ngư, 1 ít nấm đông cô. Mình cũng đã ngâm rửa sạch rồi. Cái này nấm hương các bạn, nó nhỏ nấm hương. Bắp cải trắng, mình dùng 1 ít bắp cải trắng. Cải thảo, mình cũng dùng vài lá cải thảo luôn cho nó ngọt nước. Nấu hủ tiếu chay này thì nấm nè, mướp, củ sắn, bắp với cái củ cải trắng là nó tạo độ ngọt nhiều nhất các bạn. Cái nấm này nó cũng ngọt nước lắm nè. Nếu như bạn tìm được cái nấm bào ngư thì các bạn nên dùng nha. Còn nấm rơm á, mình thấy là nấu nước ngọt nó không có bằng. Nấm bào ngư nó ngọt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nha. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái phần rau củ nha. Cái phần mướp này mình chỉ cần là cắt làm tư là được rồi các bạn. Thường thường nấu hủ tiếu chay bán người ta ưa dùng cái mướp này nè các bạn. Đó cũng là một trong những cái bí quyết. Tại vì khi mà nấu xong người ta vớt ra người ta bỏ. Do đó là các bạn không có thấy nên không có biết là trong đó người ta có cho mướp vào. Với lại khi mà nấu chín thì nó đã mềm rồi, người ta cũng không thể nào mà múc cho khách được. Múc bán cho khách. Do đó là người ta cũng phải bỏ, do đó là các bạn không thể nào mà các bạn nhìn thấy được. Củ cải trắng thì mình sẽ sắc mỏng mỏng, sắc khoảng nửa cm hoặc 1 cm. Đừng sắc dày quá hầm nó lâu lắm các bạn. Cái củ hành tây này mình chỉ cần là cắt làm đôi là được rồi, hoặc làm tư. Cà rốt thì mình cũng sắc như cái phần củ cải trắng nha. Củ sắn thì mình cũng sẽ sắc nhỏ nhỏ luôn. Cũng độ dày nó cũng khoảng như cái cà rốt với củ cải trắng luôn nha. Cái bắp này thì mình sẽ cắt thành khoanh nha, mình sẽ đổi dao, thì cái dao này của mình nó hơi mỏng. Mình cũng cắt mỏng mỏng như thế này, khoảng 2 cm.
Tiếp theo thì mình sẽ xắt cái phần cải thảo này. Cải thảo thì mình sẽ xắt khúc là được rồi. Còn cái phần lá ở đây mình cắt to to. Còn phần bắp cải này thì mình cắt khúc khúc ra. Này tất cả lần hồi mình sẽ cho vào nồi nước mình hầm hết luôn. Hầm chung một lượt luôn. Rồi mình đã nấu một nồi nước rồi nè các bạn, nó bắt đầu nó sôi rồi nè. 4 lít nước nha. Hoặc các bạn có thể là thêm nước cũng được. Rồi mình sẽ cho tất cả cái rau củ vào, cũng như nấm vào luôn. Mình để lửa lớn nha các bạn, cho nó sôi đều trở lại rồi mình hạ xuống lửa vừa, mình hầm từ từ. Cái này tại nhà mình nấu các bạn nên cái lượng rau củ mới được như vậy. Còn nếu như bán người ta không thể nào mà dùng nhiều rau củ đến như vậy thì bán người ta không có lời. Còn ở nhà mình nấu thì nó sẽ ngon hơn, nó ngọt nước hơn. Cái này ban đầu thì thấy nó hơi nhiều mà hồi nước nó sôi bắt đầu nó xẹp lại các bạn. Cái phần nấm với phần mướp nó xẹp lại. Để lửa lớn nha. Khi nào nó sôi đều rồi mình hạ xuống lửa vừa. Mình sẽ tính thời gian nấu luôn nha. Nước bắt đầu sôi nè các bạn, mình sẽ hạ xuống lửa vừa, mình nấu từ từ nha. Cái nồi nước dùng của mình rất là thơm. Và các bạn hạ xuống lửa nhỏ rồi các bạn nấu từ từ. Đừng có nấu lửa lớn quá, nó nhanh cạn nước. Nếu như trong quá trình nấu có bọt thì mình vớt cho nó sạch nha. Trong lúc đợi hầm nước súp ở đây mình sẽ chuẩn bị thêm là tàu hũ. Các bạn thích chả thì có thể dùng thêm chả chay nha. Tàu hũ kỳ. Ở đây là mình cái miếng khô nha các bạn, mình xé nhỏ nhỏ đằng hồi mình sẽ chiên. Rồi mình có là giá hẹ nè, huế, lá huế, ngò gai. Hủ tiếu chay là không thể nào mà thiếu ngò gai nha các bạn. Hủ tiếu ở đây mình có một ít cái hành tím. Hành tím thì hồi nãy mà khi mà mình cắt mỏng ra cái mình phủ thêm mà mình lột ra cho nó nhìn thấy dễ, nó hơi tối. Mình phủ thêm bột khoai tây các bạn. Nếu như không có bột khoai tây thì các bạn phủ thêm bột bắp để chiên cho nó vàng, nó giòn hơn, nó giòn lâu hơn. Còn nếu như mình chiên không thì đôi khi nó không có giòn lâu. Ăn hủ tiếu chay thường thì người ta sẽ có là đậu phộng chiên dầu. Đây là đậu phộng chiên dầu chứ không phải là đậu phộng rang nha các bạn. Đậu phộng khi mua về thì các bạn chỉ cần là không cần phải rửa. Các bạn cho vào dầu. Một ít dầu ăn là các bạn chiên với lửa nhỏ thôi. Chiên từ từ đến khi nó vàng giòn. À, nếu như bạn nào kỹ hơn thì khi mua về thì các bạn mình trụng sơ qua nước sôi. Mình nấu một nồi nước sôi. Các bạn cho đậu đậu phộng và các bạn vớt nó ra liền, chứ đừng có để ngâm lâu quá. Tại vì khi mà các bạn ngâm lâu quá trong nước á, thì cái vỏ lụa bên ngoài á, nó sẽ bị bong ra. Còn như cái này là người ta làm, cái này là mình mua sẵn, người ta bán sẵn nó nhanh hơn. Còn nếu như các bạn ngâm nước lâu quá, các bạn cái vỏ lụa nó chốc ra, mình chiên ăn không ngon. Tàu hũ thì mình sẽ xắt thành miếng mỏng nha.
ngò gai thì mình cũng sẽ xắt nhuyễn ra luôn. Tiếp theo thì mình sẽ đi chiên tàu hủ kỳ nha. Dầu nóng là mình sẽ cho vào, mình cho một ít dầu thôi. Nó phồng lên là mình vớt ra được rồi, nó nhanh lắm. Nồi nước súp của mình đã nấu được 1 tiếng rồi nè các bạn. Hầm 1 tiếng là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ vớt bớt cái phần rau củ ra nha. Mình đã vớt bớt rau củ rồi nè các bạn. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ nêm gia vị vào đây nha. 1 muỗng cà phê bột ngọt. Mình sẽ dùng đường phèn để nêm nha. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh rưỡi đường phèn, 2 muỗng canh hạt nêm chay, 1/2 muỗng cà phê muối. Nêm cái món này thì mình sẽ không cần nêm nhiều đường, tại do cái phần rau củ nó đã ngọt rồi, lượng đường hồi nãy mình cho vào như vậy là đủ rồi. Chủ yếu là mình sẽ nêm thêm hạt nêm hoặc là muối. Mình sẽ cho vào đây thêm 2 muỗng canh hạt nêm nữa nha các bạn. Hiện tại thì nó đang vừa ăn, nhưng mà khi mà mình ăn chung với hủ tiếu thì nó sẽ bị lạc trở lại, do đó phải cho thêm. Mình sẽ dằn thêm vào đây khoảng 1 muỗng cà phê muối nữa nha. Về nêm nếm gia vị thì các bạn có thể là điều chỉnh lại tùy theo mỗi gia đình mà cách nêm nếm có thể khác nhau nha. Rồi nước súp của mình như vậy là được rồi đó, mình sẽ đợi cho nó sôi trở lại. Tô hủ tiếu mình đã trụng xong rồi nè các bạn. Giá mình cũng đã trụng rồi, giờ mình sẽ chan cái nước vào nha. Mình cho rau củ lên. Rồi mình cho ít miếng tàu hũ lên, ở đây mình có ít tàu phộng rang nè, mình cho lên. Rồi hành tím phi, một ít ngò gai, mình cho cái chút chút lên. Rồi mình cho thêm cái miếng tàu hũ kia chiên á các bạn, cho lên cho nó hấp dẫn. Hủ tiếu chay thì người ta thường ăn cái này. Rồi như xong rồi đó, rất là nhanh luôn. Món hủ tiếu chay mình đã trình bày ra rồi nè các bạn. Rất là thơm luôn. Nếu như bạn nào thích tiêu có thể cho lên một ít tiêu nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ cho vào đây thêm một ít sa tế. Nếu như bạn nào đã có từng thử cái công thức sa tế của mình thì các bạn cho vào nha. Chút xíu à, mà nó thơm, nó ngon dữ lắm. Tại vì trong cái sa tế này của mình có dùng là quế hồi đinh hương, cho nó rất là thơm. Còn cái sa tế ở ngoài chợ người ta bán thì nó sẽ không có thơm bằng. Mà đường link cách làm sa tế thì mình sẽ để ở phần mô tả nha. Bạn nào thích thì có thể là tham khảo cách làm của mình. Cho vào cực kỳ là thơm luôn. Mình sẽ thử cái phần nước dùng trước nha.
nước dùng ngọt thanh, rất là thơm vừa miệng các bạn. Cái này nãy giờ mình chụp hình nó nên để hơi lâu hủ tiếu nó nở ra. Rất là ngon. Để lâu quá nãy giờ cái nước nó bị rút lại. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.